Ngươi thu thập được tin gì không? Dạ thưa phu nhân, con dâu họ Tô trước đây là thanh mai trúc mã với quan huyện Trọng Nghĩa. Sau này vì tham phú quý nên đã lấy Tô Châu. Cô ta được coi là cánh tay phải đắc lực của Tô Hoàng. Còn mối quan hệ của Minh Lan và tên súc sinh đó thì như thế nào? Ngươi có điều tra được gì hay không? Theo như tôi thấy thì có vẻ như họ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Giữa họ có cái gì đó không bình thường. Trước mặt mọi người thì vẫn gọi cha con, nhưng mà khi không có ai thì cô ta gọi bằng ông chủ, xưng bằng tôi, với một giọng điệu vô cùng cay đắng. Vì cô ta đã ký cam kết bán thân nên phải phân biệt chủ tớ. Thật vậy sao phu nhân? Chuyện này không quan trọng, ngươi không cần phải tìm hiểu. Cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của gia đình họ Tô. Nhớ, đừng bỏ sót bất cứ ai là được. Vâng, thưa bà. Như vậy là con nhỏ Minh Lan đó không có gạt ta. Nó không phải là tay trong của Tô Hoàng, mà chính là kẻ thù cận kề của hắn. Hay lắm, ta sẽ lợi dụng con cờ này đi mượn nước đẩy thuyền, khiến cha con hắn sát hại lẫn nhau. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt tên khốn đó lúc biết rằng chính hắn giết con ruột của mình là ta phấn khích lắm rồi.